Clip ghi lại tình tiết vụ tai họa khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Ô tô 7 chỗ xảy ra va dấp với chiếc ba bánh chạy hướng ngược chiều và lao xuống biển nước. Cú đâm bất ngờ khiến chiếc xe lật ngửa trên mặt nước, hành khách bên trong cố bò ra ngoài tìm sự trợ giúp. Ngay sau đó, người dân xung quanh nhảy xuống biển ứng cứu vớt. Hiện trường vụ tai họa khá hỗn loạn khi đám đông tìm cách cứu vớt người. May mắn là các hành khách đã được đưa lên bờ an toàn. Đâm trúng xe ba bánh, ô tô lao thẳng xuống biển và đám đông cứu vớt người hỗn loạn. Trong khi đó, nhóm người trên chiếc xe ba bánh nhanh nhẹn bỏ chạy. Vụ tai họa vẫn nối tiếp thú vị sự để ý trên nhiều diễn đàn mạng. Không ít người tỏ ra bất bình với hành xử thiếu nghĩa vụ của nhóm người đi xe ba bánh. Số khác tỏ ra bất ngờ với vụ tai họa hy hữu này.